tại chỉ thị số 21 CTTTG vừa được chính phủ ban hành, thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, huy động nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý rất điểm ổ dịch tả lợn châu phi, không để phát sinh ổ dịch mới, tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết, chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật. Các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Cùng với đó là giả soát thống kê cụ thể chính xác tổng đàn lợn và số lượng đàn lợn thịt đã được tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trên cơ sở đó, ưu tiên bố trí kinh phí mua vaccine và tổ chức tiêm phòng đồng bộ cùng thời điểm chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh nhất là tại những nơi đang có dịch hoặc có nguy cơ xuất hiện dịch đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh nguy cơ dịch bệnh tái phát lây lan các biện pháp phòng dịch bệnh các địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bảo đảm đầy đủ kịp thời chính xác số liệu dịch bệnh trên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu chủ quan lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra bùng phát dịch bệnh trên địa bàn quản lý